Xin chào các bạn ha. Trong cái video này á thì mình sẽ nói về cái phần là sale cái video YouTube. Cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ á, mình có post một cái video là hướng dẫn các bạn kiếm 10.000 view nè, chào bật cái kiếm tiền trên YouTube cho một cái kênh mới ha. Thì có một bạn hỏi là bạn đã sao chép tất cả các cái tên rồi mô tả và cái thẻ từ khóa này. Nhưng cái điểm sale á nó vẫn bằng 1 phần 2 của người khác thôi. Thế thì cái này bạn phải hiểu như thế này nè. Thật ra ví dụ như cái kênh này, cái video này của mình đi, mình vừa up xong nè, ngày 13 tháng 8 này. Cái này ngày nó bị sai á, mình mới vừa up xong thì hôm nay là ngày 14 nha. Có thể là cái múi giờ nó sai thôi. Thì khi mình vừa public lên á thì các bạn thấy là cái điểm sale này của mình nè, thật ra nó đã cao sẵn rồi. Ha. Tức là không phải là các bạn coi mấy trăm view này thì nó cao lên nha, mà cái này á, khi mà mình public trên cái kênh của mình á, thì nó đã có cái điểm sale sắp xỉ 80 này rồi. Thì nãy giờ nó có thể tăng lên 1-2 điểm gì đó. Nhưng mà tại sao để được cái điểm cao như thế này? Thì thứ nhất á, dĩ nhiên là mình sẽ làm theo những cái mà trước giờ mình đang nói về sale đi. Thứ nhất là tiệp thu á, nó phải có liên quan tới cái nó giống như thế này. Nhưng mà nó không giấu cách nhau bằng dấu gạch chữa thế này rồi. Và cái cách đặt tiêu đề đó, cái tiêu đề này phải chứa cái từ khóa ha. Ví dụ như cái từ khóa của mình là cách kiếm 10.000 view nè, thì mình đặt nó phía trước, rồi từ khóa là bật kiếm tiền chẳng hạn, thì các bạn thấy mình sẽ đặt nó trong cái tiêu đề này ha. Và những cái từ khóa đó nó cũng phải nằm ở trong cái mô tả. Dĩ nhiên ở đây á, nếu như các bạn muốn cho nó tốt hơn á, thì các bạn nên viết ra cho nó rõ hơn chút xíu. Ví dụ như là mình sẽ minh họa cái cách kiếm 10.000 view này như thế nào, cái cách làm như thế nào chẳng hạn, thì các bạn cố gắng là viết khoảng vài trăm từ rồi các bạn băm các từ khóa này vào, không có xuất hiện 3-4 lần gì đó thì nó sẽ tối ưu SEO hơn. Và khi mà các bạn đặt cái thẻ cho video thì cố gắng là dùng những cái từ khóa nằm trong tiêu đề này nè, các bạn bỏ trong đây. Ví dụ ở đây mình dùng là cách kiếm 10.000 view nè, thì các bạn thấy mình đang lấy chỗ này rồi bật kiếm tiền nè. Đơn giản nè, cách nè, kiếm tiền nè. Các bạn thấy là mình chỉ loanh quanh mình dùng miếng từ liên quan tới cái này thôi. Thì khi mà các bạn sử dụng những từ khóa mà các bạn làm cái này á, thì cái điểm sale của bạn nó rất là cao. Rồi. Tuy nhiên nếu như bây giờ có một cái bạn nào đó mà làm y chang như mình luôn, tức là cũng là tiêu đề này, cũng là mô tả này, cũng là từ khóa này, thì có thể điểm sale của bạn ở đây á, nó chỉ là 30 điểm thôi. Thế thì tại sao như vậy? Thì ở đây các bạn phải lưu ý là nó còn phụ thuộc vào cái độ lớn của cái kênh ha. Ví dụ kênh của bạn là một kênh mới ha, nó chỉ có vài chục người, vài trăm người thôi subscribe kênh của bạn, thì khi các bạn public lên á thì cái video của bạn nó tiếp cận không có nhiều, và cái độ uy tín kênh của bạn nó không có cao, thì dĩ nhiên cái những cái từ khóa này nè nó mà lên top á nó rất là khó. Ví dụ như cái kênh của mình á, thì nó cũng tương đối ổn rồi, thì khi các bạn public á thì mới các bạn thấy ở đây nó có 5 cái từ khóa nó nằm trong top này, được xếp hạng cao này. Thì những cái từ khóa này được xếp hạng cao thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện là điểm sale này nó cao, các bạn lưu ý nha. Rồi ở trong cái phần này đó thì các bạn có thể làm những cái khác, ví dụ như nguồn đề xuất, tức là nhúng cái video mình đó trong những cái trang web nào đó hay là trong một cái danh sách phát nào đó, rồi số link các bạn có thể dùng cái màn hình kết thúc này, dần dần ha, rồi những cái thông số phụ này thì nó sẽ giúp cho cái video của bạn có điểm sale cao. Tuy nhiên ở đây thì mình video này thì mình chẳng làm gì hết ha, ngay cả màn kết thúc mình cũng chưa làm nữa. Các bạn thấy nó sẽ không có cái màn những cái ô màn hình giới thiệu video khác ha. Tuy nhiên điểm thì vẫn cao. Dĩ nhiên nếu mình tối ưu nữa thì điểm nó sẽ cao nữa ha. Nhưng ở đây mình đang muốn nói để giải thích cho các bạn mà đang hỏi chỗ này nè. Tức là bạn làm y chang như tại sao cái điểm của bạn không cao á, thì bạn phải hiểu là cái độ lớn của kênh nha. Độ lớn của kênh thì có nhiều cái kênh mà nó lớn á, thì khi các bạn chỉ cần public lên một cái ha thì video của bạn nó đã lên top luôn rồi, do cái kênh đó là kênh lớn. Ví dụ như người ta post những cái phim người phán xử hay là phim gì đó thì người ta có thể post sao bạn luôn, nhưng khi mà người ta public ha thì video người ta lên top là do cái lượng ảnh hưởng của nó đó, fan này kia chẳng hạn nó đông, thì cái điểm sale nó sẽ khác. Dĩ nhiên các bạn nên làm từ từ ha, thì kênh của mình nó uy tín lên thì
cái việc mà SEO để có điểm cao á, thì nó sẽ đơn giản. Thì đó là một cái phần chia sẻ nhỏ về cái phần điểm SEO. Hy vọng là có thể giúp cho các bạn mới làm quen vô cái kiếm tiền YouTube này, các bạn hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.